Chân dung 11 thành viên hội đồng quản trị MB Bank nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 15 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu ra hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, đại hội đã bầu ra 11 thành viên hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên độc lập và 5 thành viên ban kiểm soát. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có 4 thành viên kế thừa từ nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm ông Lưu Trung Thái, bà Vũ Thị Hải Phượng, bà Vũ Thái Huyền và ông Lưu Viết Hải. Bên cạnh đó, đại hội cũng bầu ra 7 gương mặt nhân sự mới tham gia vào hội đồng quản trị với đa số là các nhân sự thế hệ 8X gồm ông Phạm Như Ánh hiện là tổng giám đốc MB. Ông Ánh được hội đồng quản trị MB bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc MB từ ngày 18 tháng 5 năm 2023. Ông Vũ Thành Trung đã được hội đồng quản trị bầu là phó chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Hải Lý được bầu là phó chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Phạm Doãn Cương. Ông Vũ Xuân Nam là nhân sự trẻ nhất của Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ này. Ông Nam sinh năm 1987, có 13 năm gắn bó và giữ các vị trí quản lý. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là ông Hoàng Văn Sâm. Ngoài ra, Đại hội đồng Cổ đông cũng đã bầu ra 5 thành viên trong Ban Kiểm soát, với 3 thành viên từ nhiệm kỳ cũ, bà Lê Thị Lợi, bà Nguyễn Thị An Bình, bà Đỗ Thị Tuyết Mai và 2 thành viên mới, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà và ông Đỗ Văn Tiến.